Con đường hạnh phúc. Một ngày nọ, thiền sư Vô Đức đang làm vườn, ba tín đồ đến chào và hỏi. Mọi người đều nói Phật giáo có thể giải thoát khỏi đau khổ của cuộc đời, nhưng chúng con tin Phật nhiều năm mà vẫn không thấy hạnh phúc, tại sao vậy? Thiền sư Vô Đức đặt cái cuốc xuống, bình thản nhìn họ và nói, muốn hạnh phúc không khó, trước tiên phải hiểu vì sao mình sống. Ba tín đồ nhìn nhau, rồi người thứ nhất nói, con người không thể chết được. Cái chết quá đáng sợ, nên phải sống. Người thứ hai nói, tôi làm việc cật lực bây giờ để sau này có cuộc sống sung túc, con cháu đầy nhà. Người thứ ba nói, tôi không có tham vọng lớn như vậy. Tôi phải sống, nếu không ai nuôi sống gia đình tôi. Thiền sư Vô Đức cười và nói, không ngạc nhiên khi các ngươi không hạnh phúc, các ngươi chỉ nghĩ đến cái chết, tuổi già và lao động cưỡng bức, không phải lý tưởng, niềm tin và trách nhiệm. Cuộc sống không có lý tưởng, niềm tin và trách nhiệm tất nhiên là rất mệt mỏi, rất khổ sở. Các tín đồ không đồng ý và nói, lý tưởng, niềm tin và trách nhiệm, nói thì dễ nhưng không thể ăn được. Thiền sư Vô Đức nói, vậy các ngươi nói có gì mới hạnh phúc? Người thứ nhất nói, có danh vọng, sẽ có tất cả, sẽ hạnh phúc. Người thứ hai nói, có tình yêu, mới có hạnh phúc. Người thứ ba nói, có tiền, mới hạnh phúc. Thiền sư Vô Đức nói, vậy tôi hỏi các ngươi, tại sao có người có danh vọng nhưng lại rất phiền muộn, có tình yêu nhưng lại rất đau khổ, có tiền nhưng lại rất lo lắng? Các tín đồ không biết trả lời.